Nữ MC gặp kiếp nạn rơi răng giả trên sóng trực tiếp, cộng đồng mạng bất ngờ réo tên Lê Dương Bảo Lâm. Dù gặp sự cố không mong muốn nhưng Lý Văn Tĩnh vẫn có màn xử lý cực chuyên nghiệp. Vụ việc hy hữu của nữ MC khi đang dẫn sóng trực tiếp vẫn khiến nhiều khán giả không khỏi ngạc nhiên. Hẳn ai cũng biết, trên sóng truyền hình, người dẫn chương trình luôn xuất hiện trước ống kính với diện mạo chỉnh chu, chuyên nghiệp cùng phong thái đầy tự tin. Bởi lẽ nhất cử nhất động của họ trên màn ảnh nhỏ đều được hàng trăm khán giả chứng kiến. Tuy nhiên mới đây, một nữ MC của đài truyền hình Trung Quốc đã gặp phải sự cố ngoài ý muốn khi đang dẫn tin tức. Cách xử lý tình huống đột ngột xảy ra trên sóng trực tiếp của người đẹp khiến cho đông đảo khán giả theo dõi bản tin không khỏi bất ngờ. Cụ thể, khi Lý Văn Tĩnh đang dẫn tin thời sự trên sóng trực tiếp kênh CCTV13, kênh tin tức 24 giờ của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, camera đã ghi được cảnh một vật thể màu trắng bất ngờ rơi khỏi hàm răng trên của nữ MC. Sắc mặt cô nàng lúc đó không có gì thay đổi, lại còn bình tĩnh dùng tay che miệng rồi giấu đi vật thể màu trắng đang rơi xuống, sau đó tiếp tục bản tin. Sự cố này sau khi được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn đã lập tức gây sốt. Theo đó, cư dân mạng đã không ngừng truyền tay nhau đoạn video ghi lại màn xử lý sự cố đầy khéo léo của Lý Văn Tĩnh trên sóng trực tiếp. Đa số đều khen ngợi phong thái bình tĩnh, tự tin của nữ MC khi đang dẫn bản tin thời sự quan trọng. Bên cạnh đó, nhiều người suy đoán rằng vật thể trắng rơi ra từ miệng MC họ Lý có thể là răng giả hoặc miếng dán làm trắng răng. Hiện vụ việc này vẫn đang là tâm điểm bàn luận của đông đảo cư dân mạng. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên người dẫn chương trình gặp sự cố rụng răng trên sóng trực tiếp. Trước đó, một MC dẫn tin tức nổi tiếng người Ukraine, Maria Padanko cũng gặp phải tình huống tương tự. Khi Maria Padanko đang đưa tin về sự kiện thời sự thì một chiếc răng cửa của cô nàng đã bị rơi khỏi hàm. Ngay khi phát hiện ra sự cố, người dẫn chương trình đã lập tức lấy tay che miệng, nhổ chiếc răng ra ngoài và tiếp tục công việc của mình như không có chuyện gì xảy ra. Tại Việt Nam, anh chàng Lê Dương Bảo Lâm cũng từng gặp kiếp nạn rớt răng khi đang ghi hình chương trình 2 ngày 1 đêm. Theo đó, ở những phút đầu tiên của show truyền hình, trong lúc đang say sưa rap thì bỗng nhiên một cái răng cửa bằng sứ của anh Dương Lâm Đồng Nai bất ngờ rớt xuống. Điều này khiến các nghệ sĩ xung quanh anh chàng không thể nhịn được cười. Trường Giang đã lập tức nói lớn, một nghệ sĩ có tên tuổi của giới showbiz Việt Nam nói tới đâu răng rớt tới đó. Quá khủng khiếp, ông xã Nhã Phương còn mạnh dạn khẳng định, đây không phải là miếng mảng cười, đây là tai nạn, tình huống thật ngoài đời. Đáng chú ý, nhiều người nhận xét rằng không biết có phải là tiểu phẩm dàn dựng hay là tai nạn như lời Trường Giang nói, nhưng chi tiết gây cười này có vẻ hơi cũ kỹ. Bởi lẽ, ở mùa 1 phát sóng năm 2022, Lê Dương Bảo Lâm cũng từng bị rớt một cái răng trong quá trình ăn. Trước đó, trong lúc livestream bán đồ ăn, ông xã Quỳnh Quỳnh cũng bị như vậy. Thậm chí, hồi năm 2020, răng sứ của Dương Lâm còn trở thành câu hỏi trong chương trình Nhanh Như Chớp, hoa gì Dương Lâm hay chồng? Đáp án, hoa sứ, vì Dương Lâm chồng răng sứ. Dẫu vậy, nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự hài lòng khi 6 nghệ sĩ, Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Chris Phan và Hiếu thứ hai từng tham gia mùa 1 vẫn được giữ nguyên ở mùa 2. Họ cũng mong rằng với dàn nghệ sĩ quen thuộc, chương trình sẽ mang đến nhiều sự giải trí và tiếng cười. Một điều đặc biệt là 2 ngày 1 đêm mùa 2 có thêm câu slogan, nhân 2 khổ đau, nhân 2 bất ngờ, nhân 2 niềm vui bên cạnh câu, tự do, tự lo ở mùa 1. Và Dương Lâm chính là nhân vật gây chú ý nhất ở tập mở đầu diễn ra tại Đà Nẵng. 2 ngày 1 đêm là chương trình truyền hình thực tế có format từ Hàn Quốc. 6 nghệ sĩ với hoàn cảnh, cá tính khác nhau cùng tham gia hành trình khám phá mọi miền đất nước. Họ trải qua những thử thách ban tổ chức đưa ra để có thức ăn và chỗ ngủ trong 2 ngày 1 đêm trải nghiệm. Tập đầu tiên của mùa 2 là tập 32, nối tiếp theo số tập ở phần 1.